Hi, hello everyone. Hôm nay cô làm clip này để giải cái phần bài tập của thầy hiện tại đơn cho các bạn nha. Rồi, bài đầu tiên đó là chọn đáp án đúng câu số 1. Thì ở đây chúng ta xem ha, cái chủ từ, được chưa? Chủ từ là ai? Vậy thì công thức của thầy hiện tại đơn với động từ thường là gì? Chủ từ cộng với động từ. Mà chủ từ là ai, we, you, they thì động từ giữ nguyên. Ha, vậy thì ở đây chúng ta dùng where, chúng ta chọn A ha. Rồi, câu số 2. She. She là ngôi thứ ba số ít, mà chủ từ mà là ngôi thứ ba số ít thì chúng ta sẽ cộng với động từ thêm s hoặc là es. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn chọn câu B là lives ha, lives là có thêm s. Rồi. Tiếp theo là câu số 3. Cows ha, cows này có s có nghĩa là những con bò, đây là danh từ số nhiều, thì danh từ số nhiều thì cũng đi với động từ thường, giữ nguyên ha, giữ nguyên cái động từ chính ha là feed, thì feed này có nghĩa là cho ăn nha các bạn, hoặc là feed on có nghĩa là ăn, thì những con bò ăn ăn cỏ. Rồi câu số 4 là he, he là ngôi thứ ba số ít đúng không? Thì động từ chúng ta thêm thêm s hoặc là es. Vậy thì chúng này chúng ta chọn cái đáp án là B là chính xác nhất. Rồi câu số 5, Chinese là tên riêng đúng không? Tên riêng là ngôi thứ ba số ít. Vậy thì ở đây chúng ta chọn gì? Động từ mà có thêm s hoặc là es. Vậy ở đây ABC thì chúng ta chọn chọn B ha. Chinese muốn trở thành ca sĩ. Rồi câu số 6, Emily cũng là tên riêng của một người là số ít. Vậy động từ chúng ta chọn Max là thêm thêm s, động từ thêm s. Rồi, chúng ta có câu số 7 là Artie và her husband là Artie và chồng của cô ấy, được chưa? Là số nhiều, chủ từ là số nhiều ha. Vậy thì động từ chúng ta sẽ giữ giữ nguyên ha. Thì ở đây chúng ta có chữ live là nguyên mẫu là live luôn. Rồi, vậy thì anh Thi và chồng của cô ấy sống ở Singapore. Vậy ở đây chúng ta chọn đáp án A. Rồi, câu số 8. Chủ từ cũng là hai người ha, Rohan và Sania là hai người là số nhiều. Vậy động từ chúng ta giữ giữ nguyên thì ở đây chúng ta chọn like ha. Rồi, câu số 9. Sophia là gì? Là tên riêng của một người là số ít. Vậy thì động từ thêm s hoặc là es, thì động từ thường ở đây chúng ta là speak. Vậy thì chữ speak này thêm s ha, thì chúng ta chọn đáp án B. Rồi, câu số 10, Martin là tên riêng đúng không? Tên riêng là số ít. Vậy động từ chúng ta phải thêm s hoặc là es. Vậy ở đây chúng ta có A là go là không đúng ha. B thêm ES rồi. Vậy ở đây chúng ta chọn đáp án B ha. Martin thì đi đi dạo vào buổi sáng. Rồi câu số 11. My grandfather là gì? Ông của tôi ha. Ở đây thì chúng ta có chữ adores là yêu thương, yêu thích. Có nghĩa là ông của tôi thì yêu thương con chó của ông ấy. Vậy thì ở đây chúng ta có grandfather là số ít, tại vì mình ở đây có một người ông thôi đúng không? Chủ danh từ này là danh từ số ít. Vậy ở đây cái động từ của mình phải có gì? Phải có s hoặc là es. Vậy ở đây chúng ta chọn đáp án B. Vậy thì đối với cái thì hiện tại đơn này này rất đơn giản. Nếu cái động từ trong câu, động từ chính của mình là động từ thường, thì mình chỉ cần gì? Xem cái chủ từ là số ít hay số nhiều thôi nha. Ví dụ chủ từ là số nhiều thì cái động từ mình giữ nguyên. Nếu chủ từ là số ít thì cái động từ của mình thêm s hoặc là es. Nếu mà các bạn có quên công thức thì các bạn xem lại cái video mà cô gửi trên nhóm nha. Rồi câu số 12, plants là gì? Là cây ha, cây cối nói chung. Rồi, đây là chủ từ số số nhiều tại vì nó có s nè. Thì động từ chúng ta giữ giữ nguyên. Thì ở đây là chúng ta chọn A là need ha. Là gì? Cây cối thì cần cần nước và ánh sáng gì? Để làm thức ăn cho chúng. Rồi, tiếp theo là bài số 2. Bài tập này thì người ta sẽ cho sẵn mình một cái động từ ở trong ngoặc và mình sẽ chia làm sao cho nó phù hợp với cái thì hiện tại đơn nha. Rồi, thứ nhất, cái động từ trong ngoặc là be. Mà be ở hiện tại đơn là gồm có am, is, are. Vậy chúng ta phải xem cái chủ từ của nó là cái nào, là cái gì thì chúng ta mới chia đúng cái động từ to be được. Ở đây chủ từ là I thì I đi với động từ to be là am, vậy là I am ha. Rồi câu số 2, ở đây chúng ta có not
ha, và động từ chính ở đây là study. Vậy cái câu này chúng ta phải mượn trợ gì? À, trợ động từ. Vậy chúng ta coi cái chủ từ của mình là số ít hay số nhiều. Chủ từ là she là cô ấy, là số ít đúng không? Vậy chúng ta mượn trợ động từ là does và chúng ta thêm not vào, và cái động từ chính này chúng ta giữ nguyên thì chúng ta có doesn't study. Tiếp theo câu số 3. À, cái động từ trong ngoặc là be, à, rồi có not nữa. Thì nếu mà động từ to be mà có not nữa thì chúng ta chỉ cần gì? À, thêm not sau động từ to be thôi, đúng không? Vậy ở đây chúng ta coi cái chủ từ là số hay số nhiều. My students, à, students ở đây là danh từ số, số nhiều. Vậy thì cái động từ to be nó phải chia ở số nhiều, mà số nhiều là are, ha. Vậy thì chúng ta chia là be chia thành are và chúng ta thêm not vô thôi. Chứ trong cái này chúng ta không có mượn trợ động từ nha. Trong thì tương lai đơn, động từ to be không có được đi chung với động từ thường, nó là hai động từ tách biệt với nhau, có cái này là không có cái kia, nhớ nha các bạn. Rồi. Rồi, câu số 4 thì chúng ta có động từ ở đây là have. Thì cái động từ have này nó cũng là cái động từ đặc biệt nha các bạn. Tại vì đối với cái động từ have này thì nếu mà chủ từ mà là số nhiều thì chúng ta dùng have, nhưng mà nếu mà chủ từ là số ít thì chúng ta sẽ chia ở từ has ha. Vậy thì he ở đây là chủ từ, đại từ số, số ít. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chia là has. Rồi, câu số 5 cũng tương tự luôn ha. I, we, you, they thì sẽ đi với động từ have. Have. À, còn chủ từ là ngôi thứ ba số ít như là he, she, it thì nó sẽ đi với has ha. Rồi tiếp theo câu số 6. Câu số 6 ở đây là câu hỏi. Được chưa? Ở đây là câu hỏi. Vậy thì mình phải biết thể nghi vấn nha. Thể nghi vấn của thì hiện tại đơn với động từ thường thì chữ live ở đây là động từ thường thì chúng ta phải mượn trợ động từ là does ha. Tại vì sao? Tại vì cái chủ từ mình là số, số ít là she ha. Vậy thì chúng ta có does she, và động từ chính ở đây là leave thì chúng ta đưa lại nguyên mẫu. Rồi câu số 7 là cũng là câu hỏi luôn ha. Vậy thì động từ to be phải đặt trước chủ từ. Thì ở đây là your children, children là số, số nhiều là những đứa trẻ ha. Children là những đứa trẻ. Thì ở đây động từ to be số nhiều là are. Rồi câu số 8. My sister. Sister là số ít hay số nhiều? Số ít đúng không? Vậy thì cái động từ phải thêm s hoặc là es. Vậy thì cái chữ work này chúng ta thêm s. Rồi câu số 9 tương tự. Dog ha. Dog ở đây là chủ từ số, số ít. Vậy thì cái chữ like này chúng ta thêm s. Rồi câu số 10. She là cô ấy ha. Cô ấy là số ít. Cô ấy sống ở Florida. Vậy thì cái chữ live này chúng ta thêm s. Rồi it là ngôi thứ ba số ít, vậy thì cái chữ friend này là động từ chính thì chúng ta thêm s. Rồi trời mưa gì hầu hết mỗi ngày ở ở Manchester. Rồi câu số 12. We là chúng tôi, chúng ta là đại từ số, số nhiều, chủ từ số nhiều. Vậy thì cái động từ chúng ta giữ giữ nguyên ha. Chúng tôi bay đến vào mỗi mùa hè. Chúng tôi bay đến Tây Ban Nha vào mỗi mùa hè. Rồi, câu số 13. My mother, mother này là số, số ít, chủ từ ngôi số ít. Vậy thì cái chữ phrase này chúng ta phải thêm s hoặc là es. Thì cái chữ phrase này nè là tận cùng bằng một phụ âm cộng với y dài. Thì chúng ta đổi y dài thành y ngắn và thêm es ha, phrase. Mẹ của tôi thì chiên trứng để ăn sáng vào mỗi buổi sáng. Rồi, câu số 14. The bank là ngân hàng ha. Ngân hàng thì đóng cửa lúc 4 giờ. Thì ngân hàng ở đây là chủ từ số, số ít. Thì cái chữ close này chúng ta thêm s. Rồi câu số 15. John ha. Tries. John cố gắng gì? John học chăm chỉ ở trên lớp. Nhưng tôi không nghĩ là anh ấy sẽ vượt qua cái kỳ thi hay gì đó. Thì John là số ít, tries thêm s rồi. But I, ở đây chúng ta có not và think đúng không? Vậy thì I thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ là do, do not thì có đọc là viết tắt là don't. Rồi câu số 16. Rồi ở đây chúng ta thấy chủ từ là she đúng không? Vậy thì cái động từ này cứ thêm s hoặc es thôi, cứ theo quy tắc mà làm. Rồi chữ pass này chúng ta thêm es ha.
Tại vì sao? Tại tận cùng của nó là S, nhớ không? Ông sáu dài chạy sẽ SH đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ thêm ES vào những cái động từ mà kết thúc bằng những từ đó. Rồi, câu số 17. Rồi, my life là số ít, được chưa? Tại vì cái danh từ này nè, nó là số ít, nó không có S. Rồi, thì động từ to be nha, nhìn thấy cái chữ be này nè, ở hiện tại là có am, er nha. Rồi, thì ở đây life là số ít, thì chúng ta sẽ đi với động từ to be là is. Rồi, ở đây I thì động từ giữ nguyên ha. Rồi, cuộc sống của tôi thì rất là nhàm chán, tôi chỉ xem tivi mỗi buổi tối thôi. Rồi, câu số 18, my best friends, bạn thân của tôi thì viết thư cho tôi mỗi tuần. Thì ở đây cái chữ write này là thêm S, vì sao? Vì cái chủ từ là số, số ít. Rồi, câu số 19. Rồi, đây là câu hỏi ha. Đây là câu hỏi, vậy mình phải mượn trợ động từ do, tại chủ từ là you đúng không? Do you. Rồi, động từ ghi lại là do you speak English, bạn có nói được tiếng Anh không? Rồi, câu số 20. She, not nè, thấy not được chưa? Thấy live là động từ thường, vậy mượn trợ động từ là does, vậy là does gì? Doesn't live ha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp bài tập số 3 nha. Bài số 3 này thì đơn giản thôi, đó là chúng ta tìm cái trợ động từ cho nó phù hợp với cái chủ từ ha. Thì ở đây là cái dạng phủ định, thì chúng ta tìm trợ động từ cho phù hợp. I thì đi với don't ha. We là we don't. Thì chúng ta nhớ cái là thể phủ định là trong câu nó phải có chứa not đúng không? Vậy thì đối với động từ thường thì chúng ta phải mượn trợ động từ là do hoặc là does, rồi chúng ta thêm not vào. Thì chúng ta đọc là don't hoặc là doesn't. Thì chủ từ mà là số nhiều như là chủ từ là I, we, you, they hoặc là danh từ số nhiều thì chúng ta dùng don't. Còn nếu chủ từ là ngôi thứ ba số ít hoặc danh từ số ít thì chúng ta dùng doesn't. Rồi, vậy chúng ta tiến hành làm nhanh gọn nha. We là chúng tôi, chúng ta, số nhiều thì chúng ta dùng don't. Doris là tên riêng ha, tên riêng thì số ít chúng ta dùng doesn't. Rồi, đây là họ, họ là số nhiều thì dùng don't. Kevin số ít dùng doesn't. Our hamster, cái câu này các bạn thường hay sai nè. Tại vì các bạn nghĩ là our là của chúng tôi, của chúng ta là nhiều đúng không? Nhưng không, chúng ta phải xác định cái danh từ ở phía sau á, là danh từ của nó là số ít hay số nhiều thì chúng ta mới chọn được cái động từ chính xác. Hamster này không có s, có nghĩa hamster này là con chuột hamster, là số ít đúng không? Thì chúng ta dùng doesn't. Rồi you thì you don't. Tiếp theo câu số 8, she là số ít thì chúng ta dùng doesn't. My friend Steve là tên của ba người, là số nhiều thì chúng ta dùng don't ha. Rồi, the boy là cậu bé đúng không? Rồi, một chàng trai thôi, một cậu bé thôi, dùng doesn't ha. Nhìn nhanh gọn lẹ để mình chọn đáp án ha. Thì bài những cái bài tập này nó nhằm mục đích là để giúp cho các bạn là quen với cái thì hiện tại đơn và nhìn chủ từ là mình chọn và mình linh hoạt. Được chưa? Mình nhanh nhẹn là mình chia cái thì hiện tại đơn cho nó đúng. Câu số 4 là gì? Chuyển câu khẳng định sang câu phủ định. Thì câu phủ định là câu chứa not. Vậy chúng ta coi trong câu là động từ thường hay động từ to be để chúng ta thêm not cho phù hợp. Thì ở đây câu số 1, she feed the animal là gì? Cô ấy cho những con vật ăn. Vậy thì feed là động từ thường, động từ thường thì phải mượn trợ động từ. Coi she là số ít thì mượn trợ động từ là do và thêm not là doesn't fit. Nhớ là khi đã có trợ động từ rồi thì cái động từ chính này nè phải đưa về nguyên mẫu nha. Đó. Chữ fit ở dạng khẳng định là có s à, nhưng mà đưa về nguyên mẫu là không có s nha. Rồi câu số 2, we take photo, chúng ta chụp hình. Rồi chúng ta chuyển qua phủ định thì chúng ta mượn trợ động từ là do thêm not là don't. Tại vì we là số nhiều, là chúng tôi, chúng ta, đúng không? We don't take photos. Rồi câu số 3. Rồi, Sandy làm công việc nhà mỗi thứ năm. Rồi ở đây là động từ của mình là does nữa, động từ chính là does. Đừng có nhầm nha các bạn. Cái chữ does ở đây nè là cái động từ chính của người ta đó, thì cái động từ chính này là do. Nhưng mà do Sandy là số ít nên là động từ mà tặng cùng bằng are thì mình sẽ thêm es nên là đọc là does. Thì cái chữ does này nó giống như cái chữ trợ động từ does vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia phủ định nè. Sandy nè, trợ động từ là mượn, mượn gì? Does thêm nó là doesn't đúng không? Rồi cái chữ does này nè, chúng ta đưa về nguyên mẫu và nguyên mẫu của nó là gì? Là do.
ha, nguyên mẫu của cái chữ does này là do. Được chưa? Bỏ es. Rồi tiếp theo câu số 4. The boys, số ít hay số nhiều? Số nhiều. Động từ chính là have. Được chưa? Vậy thì số nhiều mình mượn trợ động từ là gì? Là do, là don't ha. Don't have. Rồi câu số 5. À, ở đây có một cái câu đặc biệt chút xíu là động từ khiếm khuyết can, đúng không? Mà sao động từ khiếm khuyết là động từ nguyên mẫu? Vậy khi mà chúng ta gặp động từ khiếm khuyết á, như là can, could, rồi hoặc là should hoặc là will á, thì chúng ta chỉ cần thêm nó sau động từ can thôi, sau động từ khiếm khuyết luôn, chứ không cần mượn trợ động từ nữa. Thì cái câu số 5 này là Simon can't read ha. Cái chữ can này thêm not luôn nha. Rồi động từ vẫn giữ nguyên. Rồi câu số 6. À, động từ chính ở đây là listen, được chưa? Rồi, vậy thì he là ngôi thứ ba số ít, thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ doesn't ha. Rồi, listen đưa về nguyên mẫu. Rồi, ở đây nè, câu số 7, động từ chính của mình là động từ to be, đúng không? Mà nhớ là phủ định của động từ to be thì chúng ta chỉ cần thêm nó sau động từ to be thôi nha. Vậy thì any, rồi is, rồi thêm not sau chữ y là isn't nha. Rồi, tiếp theo, câu số 8, children. Children là những đứa trẻ. À, thì ở đây cũng là động từ to be là are. Vậy chúng ta thêm nó sau are thôi nha. The children aren't at home. À, những đứa trẻ thì không có ở nhà. Câu số 9, the dog runs after the cat. À, con chó thì nó chạy sau con mèo. Vậy thì cái chữ runs ở đây nè. À, rồi, ở đây the dog, mượn trợ động từ là doesn't và run đưa về nguyên mẫu. Rồi, câu số 10, the lesson ha. Những cái bài học thì luôn kết thúc gì? Những cái buổi học thì luôn kết thúc lúc 3 giờ chiều. Sorry, lúc 3 giờ. Rồi, thì ở đây cái lesson này là có S, nó là chủ từ là số nhiều, đúng không? Vậy mình mượn trợ động từ là don't, được chưa? Và cái động từ chính của mình là finish, thì mình đưa về nguyên mẫu ha. Rồi. Bài số 5 là hoàn thành câu ha. Rồi, viết lại thành câu hoàn chỉnh. Rồi, ở đây này người ta cho mình một cái câu như thế này, được chưa? Và mình sẽ thêm cái trợ động từ làm sao cho nó đúng. À, vẫn là trợ động từ nha, rất là quan trọng luôn. Rồi, how thì đây là câu hỏi thì mình phải có gì? Phải đặt câu hỏi, đúng không? Vậy thì mình phải có trợ động từ là do, tại vì cái động từ chính ở đây là go rồi, đúng không? How do you go to school? À, bạn đi học bằng cái gì? Rồi, tiếp theo câu số 2, what you do? À, câu hỏi vậy. Mình mượn trợ động từ là gì? Do ha, what do you do? Rồi, câu số 3, được chưa? Where John come from? À, John đến từ đâu ha? Vậy John là số ít, vậy mượn trợ động từ là does. Where does John come from? À, rồi câu số 4, how long? À, nhớ cái cấu trúc này cho cô nha. How long does it take là gì? Mất bao lâu? À, ví dụ như là how long does it take from London to Paris là từ London đến Paris mất bao lâu? Rồi, thì ở đây chúng ta gì? How long the ha? It ở đây là ngôi thứ ba số ít, vậy thì mình chọn được là does ha. Rồi, tiếp theo. Rồi, chúng ta có câu số 5, how often does she go to the cinema? Cô ấy đi xem phim thường như thế nào? Vậy thì thấy she là mượn trợ động từ does rồi, đúng không? How often does she go? Rồi tiếp theo câu số 6. Được chưa? You thì mượn trợ động từ là do. Được chưa? Cái này là thuộc nằm lòng luôn nha các bạn. Làm mấy chục câu như vậy là các con phải thuộc luôn nha. Rồi when do you get up? Bạn thức dậy khi nào? Rồi how often tương tự, nhưng mà ở đây chủ từ là you thì mượn trợ động từ là do. How often do you study English? Là bạn học tiếng Anh thường như thế nào ha. Ví dụ như là 2 lần một tuần hoặc là ngày nào cũng học hả, thì này nó hỏi về tần suất ha của cái việc mà mình làm. Rồi câu số 8 thì là gì? What time the film start? Bộ phim bắt đầu khi nào, hoặc là bộ phim chiếu lúc mấy giờ ha. What time là hỏi mấy giờ. Rồi thì ở đây the film là số ít, vậy chúng ta mượn trợ động từ là does, ok chưa? Rồi nhớ là trong cái câu hỏi nè thì trợ động từ nó phải đứng trước chủ chủ từ ha. Còn cái từ hỏi thì mình đặt trước đầu câu, rồi cái từ hỏi là mình đặt đầu câu ha. Rồi câu số 9, where. Where là where gì? Where do you play tennis? À, bạn có chơi tennis không?
À sorry, bạn chơi tennis ở đâu? Rồi câu số 10 là what sports? Rồi, 10 trò động từ là gì? Does ha, what sport does Lucy like? Có nghĩa là Lucy thích những cái môn thể thao nào? Rồi, câu số 6 vẫn là trò động từ là do not hay là does not, đọc tắt là don't hoặc doesn't nha. Rồi, thêm vào câu nè, nhanh nè các bạn. I don't prefer coffee. À, tôi không có thích cà phê ha. Rồi, câu số 2, she thì phải là doesn't. Cô ấy không có đi xe đạp đến đến văn phòng. Câu số 3, their friends, thấy cái chữ friends này có số nhiều không? S nè, ha, friends danh từ số nhiều. Vậy thì don't their friends là gì? À, những người bạn của họ không sống ở trong ngôi nhà nhỏ. Rồi, câu số 4, đây là ngôi thứ ba số nhiều thì dùng don't ha. Họ không làm bài tập về nhà vào cuối tuần. Rồi câu số 5. Mike là ngôi thứ ba số ít, đúng không? Ngôi thứ ba số ít. Vậy mượn trợ động từ là doesn't. Mike không có chơi gì chơi đá banh vào buổi trưa. Rồi, câu số 6. The bus, bus ở đây là số ít thì mượn trợ động từ là doesn't. Xe buýt không có đến lúc 8:30. Rồi câu số 7, we là chúng ta là ngôi ngôi số nhiều. Được chưa? Vậy thì we don't ha, we don't go. Là gì? Chúng tôi không có đi ngủ vào giữa đêm. Rồi, câu số 8 là gì? Em trai của tôi ha là số ít, rather này số ít nè, nó không có s nè. Được chưa? Thì dùng doesn't ha. Em trai của tôi thì kết thúc công việc lúc lúc 8 giờ. Rồi, ở đây chúng ta làm bài số 7 ha. Bài số 7 thì là đặt câu hỏi, được chưa? Đặt câu hỏi có nghĩa là thể nghi vấn của thể hiện tại đơn với động từ thường đó. Rồi, sau đó là trả lời luôn ha. Rồi, ở đây nè, Jack là số ít, là does thôi ha. Jack có thích ăn hamburger không? Rồi, người ta gợi ý là yes. Thì ở đây nè, Jack là anh ấy đúng không? Vậy thì chúng ta dùng đại từ là he. Và cái trợ động từ chúng ta đưa ra phía sau là does. Rồi, tiếp theo câu số 2, you thì mượn trợ động từ là do ha. Bạn gì? Bạn thức dậy sớm vào những ngày chủ nhật phải không? Thì mình trả lời là no. Được chưa? Hỏi bạn thì trả lời là ai? Không, tôi không. Thì là ai? I don't ha. Rồi, tiếp câu số 3, students là danh từ số nhiều, chủ từ số nhiều thì mượn trợ động từ là do ha. Rồi, những học trò thì luôn gì? Luôn học nhiều hoặc là học vất vả cho kỳ thi phải không? Trả lời no, they don't. Tại vì student là gì? Là ngôi thứ ba số nhiều thì cái đại từ của nó phải là they ha. Rồi, số 4, the train là xe lửa đúng không? Thì đây là số ít nên là mượn trợ động từ là does. Vậy thì gì? Xe lửa sẽ rời bến vào giữa trưa mỗi ngày. Và ở đây chúng ta trả lời là yes, it does. Đây là cái cách mà thay thế cái đại từ nhân xưng á các bạn. Cái này mình học rồi ha, cô chỉ rồi luôn rồi. Thì train là gì? Là chỉ vật. Vật là ngôi thứ ba số ít đúng không? Vậy ở đây ngôi thứ ba số ít này là it ha, đại từ nhân xưng tương ứng với nó là it. Rồi câu số 5, does. Tại vì chủ từ là he, là anh ấy ha. Anh ấy thường chơi guitar phải không? Trả lời no, he doesn't. Nhớ no là phải có not ha. Rồi, câu số 6. Đây thì mượn trợ động từ là do ha. Do they take? Họ bắt taxi đi học mỗi ngày phải không? Mỗi buổi sáng phải không? Trả lời yes, they do ha. Rồi, câu số 7. Anna và Daisy là gì? Là chủ từ số nhiều, tại vì cái chủ từ này nó có hai người nè, nên là số nhiều. Vậy chúng ta mượn trợ động từ là do ha. Anna và Daisy thăm giáo viên cũ của họ vào những kỳ nghỉ mùa đông. Rồi câu trả lời là no. Vậy thì Anna và Daisy là dùng đại từ nhân xưng là gì? Là they ha và don't. Ok, câu số 8. Water là nước, được chưa? Nước thì không có đếm được thì nó là số ít. Vậy ở đây chúng ta mượn trợ động từ là does ha. Nước sôi ở 100 độ C. Trả lời yes, it does. Ok chưa? À.